Các anh chị có thể tạo được từ các cái phần mềm khác, chẳng hạn như là Photoshop ha, rồi Canva rồi gì đó cũng được, thì các anh chị có thể tạo ra. Còn riêng cái phần chiều nay thì chắc có lẽ hồi giờ là còn chưa thấy ai trong trong viện chia sẻ về cách làm cái banner ở trên landing page. Nhưng mà landing page á thì nó lại có cái có những cái ưu điểm cực kỳ là hay á các anh chị. Trong quá trình mình làm landing page, cái banner này thì cần hay thường xuyên sử dụng khi mà làm quảng cáo á, thì hay hướng dẫn cho mấy anh chị bên chỗ quảng cáo, người ta tạo ra các cái banner này nó cực kỳ là hiệu quả ha, nhanh gọn lẹ. Cái này dành cho quảng cáo Google nha các anh chị, quảng cáo Google là chuẩn hơn. Thì bây giờ nó có hai cái cách để mình tạo một cái banner này các anh chị. Thì các anh chị nhìn phía bên tay phải ha, thì cái giao diện hồi giờ là mình cứ ở landing page này, thì mình thấy những cái trang web mình ha. Đó. Mình thấy những cái trang web của mình làm thì nó ở đây. Còn cái banner á, thì bây giờ mình xuống cái thứ hai ha, thì nó là banner ad. Ad là quảng cáo các chị, adventure là quảng cáo, thì làm cái banner dành cho quảng cáo nha. Thì ở đây á thì các anh chị nhìn phía tay phải ha, góc 2 giờ thì nó cũng giống như landing page, thì nó cũng có tạo mới nè, nhưng là ít hơn ha. Thì nó có hai cái, một cái là sử dụng là banner trắng, sử dụng một cái trang trắng, hay là mình sử dụng banner từ máy tính nha các anh chị. Thì mình sử dụng banner từ máy trắng, từ máy tính. Tại máy tính thì chắc chắn là mình không có rồi, hoặc là các anh chị mà có mà làm từ Photoshop này nè, thì các anh chị load lên để các anh chị sửa chữa tiếp, đánh chữ hay đánh gì vô. Còn bây giờ thì mình sẽ bấm vô là tạo một cái banner mới ha, sử dụng bằng cái trang trắng. Rồi bây giờ mình đặt cái tên gì đó tùy ý mình ha, chẳng hạn như là sale khuyến mãi rồi Noel ha, khuyến mãi nè, khuyến mãi Noel. Rồi cái tab này cũng là tab quản lý ha, tab quản lý. Chẳng hạn như là cần đặt vô trong cái tab là thực hành luôn đi, trong cái thư mục đó nha chị. Tab này là tab quản lý chứ không phải là cái tab mà trên Facebook các anh chị tab vô đó nha. Rồi tạo banner ha. Đó, thì bây giờ nó sẽ ra một cái banner này các anh chị, ra một cái banner này. Đó. Đó, banner này thì dạ không có landing page là sao chị? Chị ho đó. Ủa cái tiết tiết của mình môn học này là môn học thiết kế web nha. Thì mình phải có cái thứ nhất là cái này là tài khoản là free, là hình như là tài khoản, không biết là tài khoản free mình có làm được không nha. Để cần kiểm tra lại chút xíu coi. Tại vì cái lớp mình đây là đang là lớp VIP nha, là đi bay để coi lại thử nha. Đó. Tài khoản thường không biết là ta có thiết kế được không? Enterprise. Đào Phan mình cần ha. Banner tạo mới sử dụng trang trắng. Được nha, được nha các anh chị. Thì các anh chị đều có thể làm trên cái tài khoản Ladibay miễn phí cũng được. Này là lớp thiết kế web nha các anh chị. Mình tạo banner nhưng mà trong một cái chương trình là thiết kế web. Cho nên đó là các anh chị phải để ý ha. Lớp chiều nay là lớp Chiều nay là lớp thiết kế web. Rồi bây giờ mình có một cái banner trắng rồi này các anh chị, nó đưa ra cho mình một cái kích thước. Kích thước chuẩn rồi này. Đây là cái kích thước là 500 trên 500 á các anh chị, 500 pixel trên 500 pixel ha. Thì nó rất là hay. Ví dụ như bây giờ là các anh chị mà khi mà các anh chị đi làm quảng cáo nha, các anh chị mà đi quảng cáo, ví dụ như mà chèn ra một cái tấm hình nào đi trong cái kho ảnh miễn phí ha, ủa này tài khoản nào mà bạn được quyền trời.
Rồi qua tài khoản Enterprise. Ồ, tài khoản thường không được các anh chị ơi. Tài khoản thường nó không cho mình chèn á. Rồi mình tạo nha. Banner S. Rồi tạo banner mới. Sử dụng trang chính ha. Ủa nãy hình như nó có rồi mà. Đây banner mẫu này. Banner Noel đây nè. Cái này nó cực kỳ là hay á các anh chị. Kỳ là hay luôn. Rồi cái banner trắng nè, các anh chị tạo ra được cái banner trắng chưa? Bây giờ mình chèn vô một cái hình ảnh này. Hình ảnh bất kỳ hết trong cái kho miễn phí này. Ví dụ như mình chèn một cái ảnh này vô này các anh chị. Đây nha. Sử dụng cái ảnh này để mình làm banner. Mình có thể thêm chữ hay là thêm cái gì nó y như là mình thiết kế trên cái section nữa các anh chị nha. Shop hả? Spa gì đi. Spa hoa hồng ha, hoa hồng đen. Đó, rồi cái mình cứ chỉnh bình thường. Cho chữ đậm lên nè, đổi màu chữ ha, màu hoa hồng nhưng mà để màu đỏ đi cho nó đẹp, hồng cũng được đó, spa hoa hồng ha. Rồi các anh chị muốn tăng màu hay tăng cái gì á thì mình tùy nghi mình làm nha. Đó. Rồi muốn đổi phông chữ thì nó cũng tương tự á. Các anh chị nào không biết không, anh chị mà không biết thì các anh chị la lên liền nha, thì cần sẽ hướng dẫn kiểu như từ đầu. Còn này là trong hồi sớm giờ là hỏi các anh chị thì các anh chị cũng nói chung là biết hết, cho nên nó là cần không có đi lại nha. Đó, còn thiết kế nó rất là đơn giản ha, spa hoa hồng này đó. Rồi ở dưới này thì anh chị có thể ví dụ như này là một cái banner đơn giản rồi các anh chị, nên mình cũng đặt một cái tiêu đề. À, mình thêm một cái chữ gì vô ha. Sale này giảm giá hả, 50% hay là một tặng một gì đó, 50% là một tặng một ha, một tặng một, một tặng một nó khác với 50% nha các anh chị, có nghĩa là phải chỉ dùng đúng cái dịch vụ đó rồi được tặng một cái gì đó nữa. À, nó khác hả, 50%. Ừ, 500 cho dịch vụ đó. Tất cả các dịch vụ hả? Chuột của bữa nay nó bị gì? Mèo cắn sao? Kéo kéo nãy giờ kéo không được. Rồi các anh chị làm được tới đây chưa? Rồi sale 50% tất cả các dịch vụ nhân dịp Noel ha.
Tùy ý tưởng các anh chị nha các anh chị. À, mình sẽ có nhiều cái ý tưởng đó. Màu chữ đồ thì mình vô mình thay ha. Okay, các anh chị đã rành hết rồi. Màu đen cho lên màu. Rồi, đại loại là đơn giản như vậy thôi các anh chị. Đó, thì Photoshop mình cái có thể mình chèn thêm người, thêm đồ gì cũng được nha các anh chị. Thì ở đây nó rất là hay. Cực kỳ nè, nó có sáp nè, nút bấm nè, đoạn vân nè, đường kẻ, bảng hình hộp. Nói chung là mình muốn chèn cái gì đó mình chèn ha. Đó. Cho nên là vô tư. Thử có cô gái đẹp nào anh ơi, hồi nãy cái rồi hình của em nó cũng bị một góc giống như của anh, nó xong rồi sao nó cùng anh tắt đi, anh mở lại thì nó ra giữa ta. à, cứ kéo nó ra thôi chị, cứ bấm vô là kéo nó ra thôi. Còn Ok. do con chuột đó, hồi nãy là cái của con chuột đó mà còn không được á, chị bấm vô chị xóa đi. Không được là chị bấm vô chị xóa rồi. Chị bấm vô chị bấm delete luôn. Xong rồi chị vô thêm mới nè. Xong thêm mới. Vô banner á, banner á. Rồi thêm Bấm vô mới bấm như đâu? banner, nó sẽ có cái chữ banner trắng nè, bấm sử dụng vô. Được không? Đó, rồi nó sẽ Vô trên ra. rồi Rồi đợi bấm vô nó hiện ra cái bảng, nó có banner trắng nè. em Đó. đây là trắng rồi, ok được rồi. Ừ. Này các anh chị, thì thằng này nó cũng thông minh lắm à. Ví dụ như có hình cô gái vậy nè ha. Đó, để hình mình sẽ ba cô gái chỗ này ổn không mà mọi người. Bấm vô bấm dấu ba chấm nè, xóa nền tự động nha. Rồi được chưa? Đó, ra con gái như thế này. Ủa này phải spa không ta? Này sao? Spa đem ra cây cối rồi ghê, thôi kệ nó nha. Này không người không không trong ngành cho nên là thiết kế nó hơi như thế này. Đó. Rồi có thể là mình thiết kế một cái như thế này nha các anh chị. Rồi mình lưu về. Lưu về ha. Thì trong này nó sẽ có rất là nhiều cái banner để cho các anh chị sửa nha. Đó, thì đây là một cái banner là mình thiết kế tránh. Với trường hợp các anh chị có hình ảnh được của các anh chị thì mình sẽ có một cái số cái tính năng ở trên cái landing page nó rất là hay á, nó giống như Canva các anh chị đó, nó xóa nền bằng AI đó các anh chị đó, được chưa? Đó. Rồi số phòng cô gái nha. Ủa Vy học lâu lắm rồi mà. Cái này chưa kịp nhìn, chưa kịp nhìn nữa. Rồi đây nha, lòng cô gái vô nè. Xóa cô gái đi nha. Thêm mới, thêm hình ảnh. Rồi cô không có vẻ cái cô này là ổn nhất nè. Đó. Máy của em nó vẫn không kéo ra được người giữa anh cần, nó vẫn vào trong góc. À, mình chỉ quét thôi, còn không thôi á là bây giờ á là anh xóa nó đi, anh bấm vô anh xóa nó đi, Làm đi làm lại 2 lần cũng không được. xóa nó đi, anh xóa được cái hình chưa? Xóa rồi, xóa cái Rồi bây banner giờ mới. anh vô Nó bị banner mới luôn. nè hả? Đúng rồi, nó cứ vào góc 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 góc. Rồi anh nêu một cái nữa thử đi, anh chọn hay là mình có mẫu này các anh chị, bấm sử dụng mẫu đó, nó tự động nó ra mà. Đường nó cứ bị trong cái góc tay trái góc máy tính. Thế anh chỉ lại làm sao mà tách nền cô gái ra được ạ? Rồi bây giờ tách nền cô gái nha. Thì mình sẽ bấm vô cái hình cô gái nè, rồi cái trường hợp của anh từ từ nha.
Đó, rồi bây giờ mình bấm vô cô gái thì nó sẽ có một cái thanh menu, cái thanh này nó có dấu ba Đây rồi. chấm này, bấm vô dấu ba chấm thì nó sẽ có cái rồi bấm đúng cô gái nha, bấm đúng cô gái nha, hồi nãy mình bấm bị chật á, nó sẽ có cái xóa nền tự động này. Để em làm thử. Đó. Tùy cô hay sao, có những cô hình như là nó à được rồi, nó không rõ thì nó từ 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 nó mới hiện ra. À đúng rồi, nó sau một cái quá trình nó tự động nó giống như là nó mất ấy, rồi nó mới hiện lại nha. À, nó con AI nó làm như vậy. Thì có hình nó làm được, có hình nó làm sẽ bị không ok lắm hơn, nó vì nó là AI. Còn trong này là mình sẽ không có can thiệp gì được nha. Nó làm được thì sẽ là được, mà nó không được là nó sẽ là không được nha. Cho nó không giống như trong Photoshop. Ở Photoshop thì mình sẽ can thiệp hết tất cả các thứ. Còn cái này thì thôi nó làm tới đâu là cảm ơn nó tới đó thôi. Chứ còn nó làm không được thì lấy hình khác làm. Chứ còn không không can thiệp được nha các anh chị. Con AI này nó chỉ tới mức đó thôi. Thì nó giống như Canva vậy thôi. Nó giống như Canva. À, nó cũng làm được là nó sẽ được, mà nó không được là nó không được. Vậy rồi xong. Về Canva thì nó lại mạnh hơn chút, thì nó sẽ có mình can thiệp được thêm một tí đó các anh chị. Canva thì mình sẽ can thiệp thêm một tí, còn thằng này thì mình không có can thiệp được. Rồi được không các anh chị? Đó, một cái tấm hình đơn giản như vậy thì cái vấn đề mà anh làm chưa được ấy, nó nằm ông góc kệ nó nha, anh cứ từ từ đi. Rồi cần chỉ cách lưu chỉ lại cho các anh chị nha. Cái tấm hình này thì cái này nó hay một cái này các anh chị, ví dụ như bây giờ mình đang có một cái banner này rồi thì các anh chị kích vô nha, thì nó có cái bảng banner này. Ví dụ như các anh chị muốn tạo ra thêm một cái bảng mà liên kết để ở một cái kích thước khác, các anh chị chọn vô nè đó. Rồi các anh chị bấm resize ha, rồi bấm resize nha đó, thì nó sẽ ra hai cái banner khác ha, theo cái kiểu khác để cho mình bắt đầu mình sửa chữa lại thêm ha. Hiện này nó rất là hay đó. Nó sẽ trong các cái thiết kế của các anh chị thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều thứ đó. Các anh chị trong này thì nó sẽ có một cái là nó tạo ra 20 luôn á các anh chị, 20 cái banner theo cái kích thước của máy anh chị, cái kích thước của Google Ads đó. Google Ads là các anh chị muốn quảng cáo nó thì các anh chị sẽ xóa một cái là ra hết ha. Đó. Hay không? Nhưng mà mình sửa thì mình sửa được từng cái nha, mình sửa được từng cái. Đó. Đó. Sửa được từng cái hết đó các anh chị. Đó. Rồi này là một cái banner khác nữa ha. Đó, rồi ra đây một cái banner khác nữa thì mình có thể sửa rất là nhiều nha các anh chị. Thì cái thằng Google đó, nó cho mình tới 20 đó, các anh chị, các anh chị nhấp vô này 20 size của Google Ads này, bấm resize cái là nó sẽ tạo ra được 20 cái tấm ảnh từ lớn tới bé. Ví dụ như các anh chị mà vô một cái trang dân trí nè, giả sử như các anh chị vô trang dân trí nè, à, báo dân trí .vn đó các anh chị, dân trí .com nha, à, .com.vn đó, thì các anh chị sẽ để ý nè, coi những cái nào mà nó thuộc về quảng cáo của Google nha.
Này của Google này các anh chị. Đó, những cái này là của Google này. Của Google này. Đó thì nó sẽ tự động nó tạo ra cho mình ha. Đó thì các anh chị phải sửa theo cái khổ của nó nha. Đó, Google nó cũng thả lên trên dân trí rồi bình thường nha các anh chị. Đó, cái nào mà nó thuộc về của Google Ads á, thì nó sẽ có ghi Google Ads á. Trên tất cả các cái trang nha, cốc cốc nó cũng thả Google lên nha, Google Ads của Việt, Google của Việt Nam thì nó cũng sẽ bỏ lên hết tất cả cái trang về dân trí hay là báo thanh niên rồi gì nó bỏ lên hết nha các anh chị. Có nghĩa là cái dịch vụ chạy đó thì nó có cho cái trang quảng cáo này, nó có cho ad vô các anh chị. Thì cứ bám vô là nó sẽ tốn tiền của nhà quảng cáo. Đó thì nó có rất là nhiều cái bảng quảng cáo, nhiều cái kích thước này. Đó, đây nè, kích thước dài nè. Rồi kích thước vuông nè. Đó, rất là nhiều cái kích thước này nè. À, kích thước này nữa này các anh chị. Giữa nè. Tên tên nè, sale nè. 100% nè. Đó. Này không phải của Google ha. Đó, rất là nhiều cái kích thước cho nên á là khi mà các anh chị tạo ra nè. 20 cái nè. Đó, giờ nó tạo ra 20 cái kích thước cho các anh chị luôn. Và các anh chị muốn sửa theo cái dịch vụ quảng cáo mà nó yêu cầu các anh chị theo kích thước nào. Ở đây nó ghi rõ luôn nè. 320 x 100 nè. 320 x 50 nè. 300 x 1050 nè. Đó. Thì bên nhà mà quảng cáo á, chị quảng cáo của các anh chị á, mà nó yêu cầu các anh chị làm bỏ theo cái nào. Ví dụ như cái hồi nãy cái tên tên nè các anh chị. Thì nó sẽ buộc các anh chị bằng thiết kế trên cái panel này ha. 970 x 90 này các anh chị. Thì buộc mình phải thiết kế trên này nha. Thì mình buộc phải thiết kế trên cái này. Các anh chị thêm thách chữ hay là cái gì đó. Thì các anh chị thiết kế trên cái mẫu này. Thì ở đây nó hay một cái là nó sẽ tạo ra cho các anh chị. Mà các anh chị quảng cáo Google á. Thì các anh chị sẽ lưu được hết ha. Còn các anh chị lưu về nè. Vậy xuất bản ra ha. Thì cái này á, thì nó sẽ có nhiều cái cách lưu. À, khi mà các anh chị bấm xuất bản nè. Thì các anh chị muốn lưu ở cái dạng nào á. Thì các anh chị lưu cái dạng đó ha. JPEG nè. Tỷ lệ là 100% nha. Mình luôn để tỷ lệ 100%. Mình cũng không cần zoom lên làm chi. Ở tỷ lệ 100% và bấm tải ảnh banner gì à. Thì mình sẽ đem qua mình cho cái bên đơn vị quảng cáo á, họ cần cái banner của mình á, thì họ sẽ sử dụng ha. Thì nó sẽ báo về khi mà tải về nè, nó sẽ nén lại nha. Banner này các anh chị, đó, mình bấm hiện lên coi nè. Thì nó sẽ tạo ra một cái file nén mà trong này nó có 20 cái file ha, để cho các anh chị làm quảng cáo. Đó. Rồi bây giờ mình giả sử cái này xong nha, thì bây giờ mình sẽ ở trong này nó có các anh chị vô banner này, ở đây nó có những cái mẫu banner mẫu này các anh chị, thì trường hợp mà mình không có ý tưởng á, thì mình cứ vô sử dụng trong này ha. Đồng hồ, điện thoại, thời trang ha, spa có không? Đây. Đó. Rồi giờ logo ha. Logo của mình là cái gì ta? Thay đi. Như vậy thì mình rồi nè các anh chị, logo này ha. Thì các anh chị load logo lên thôi. À, thêm mới nè, hình ảnh nè. Đó. Thư viện của tôi nha. À, trong Minh Cần này có cái logo nè. Giả sử thôi nha các anh chị. Đó. Trong này cần cũng có vài cái logo của vài cái hãng. Mà cần hay là hay mình load cái logo B-System. Các anh chị load logo của các anh chị lên nha.
Ví dụ như lấy cái logo ba ba hình này đi. Đó. Rồi làm gì nữa các anh chị? Nếu có màu trắng này thì mình xóa nền. Rồi xong. Rồi bỏ cái chữ logo here đi ha. Lấy logo mình bỏ lên đây. Đó. Được không các anh chị? Rồi mình có thể mình đánh thêm chữ gì đó, spa mình gì đó các anh chị. Chèn chữ vô thôi, thêm mới nè. Tiêu đề nè. Hoa hồng ha. Spa. Nguyên nhân là spa Khánh Thi ha. Thì hiện tại các anh chị nào mà có đi du lịch đó, thì về Quy Nhơn thì cũng có một cái spa tương đối là khá của bạn của Cần ha, là Khánh Thi á. Khi nào các anh chị về đây thì có đi du lịch Bình Định thì muốn nghỉ, muốn thư giãn thì cần chỉ cho chỗ đi spa ha. Trong lớp mình cũng có một anh chị làm spa đó, các anh chị. Rồi đây nha, rồi thay thay phong. Thay chữ, thay màu. Được không các anh chị? Tự làm được hết nha. Mấy cái này cần chỉ hướng dẫn sơ lại. Tại vì cái đúng rồi, cái này đang trên giao diện mẫu. Đó. Spa nha. Tùy nha, mình thay cho nó đẹp. Còn cái này là mình chỉ làm mẫu để các anh chị biết là trong cái Ladimay nó cũng có tạo được các cái banner ha. Thì các anh chị cứ vô lấy mẫu trong này nè, hay là mình load hình của mình lên ha. Để là coi như cứ mỗi sáng hay là mỗi chiều các anh chị post hình lên. Thì Zalo thì các anh chị nên post ngày 2 lần, 3 lần ha, để nhắc nhở nếu như mình có chương trình khuyến mãi. Để mình nhắc nhở nhiều lúc mà người ta quên á, sáng mình post cái ha. Nhưng mà buổi sáng thì không ai đi spa rồi. À, mình post để người ta trong đầu là người ta có cái ý tưởng ha. Cái ý tưởng là hơi để xếp xếp chiều, nhưng mà lúc trưa lúc chiều thì người ta có thể quên đó các anh chị. Cho nên là mình lại post lên chính cái tường của mình hay là cái bay bay của mình đó, thêm tấm hình nữa. Đem một cái câu gì đó nói hay hay lên đó. Là giống như là mình gợi nhắc đó, các anh chị. À, chứ không thôi là người ta quên. Thế là mình gợi nhắc lần nữa thì người ta sẽ, lúc đó người ta sẽ nhớ đó, các anh chị. Rồi mấy cái này mình sửa được hết mà các anh chị. Đó, mấy cái này mình sửa được hết hả? Khuyến mãi. Nhân Giáng sinh hả? Khuyến mãi Noel. Mình cứ thay phong thôi, mình thích phong nào thì mình thay phong đấy. Thầy ơi, chỗ cái logo mình đưa hình vô sao này? Sao ạ? Logo vô, nó vô xuống chữ mà không có cho mình vô hình. Bị gì ta? Nó đang bị internet bên em hay là bên anh gì đang, em nói anh không nghe được. Nó bị ồ ồ á, hình như Vi đang nói đúng không? Nó lại đi. Em nhấp vào đâu mà nó ra mấy cái khung để mình chọn mấy cái
Mấy cái hình mấy này cái hả? kích thước khác ấy. Trong cái kích thước á, mình chọn cái kích thước khác ở đâu? Kích thước nè, bây giờ anh bấm vô đây nha. Bấm vô trên nền á thì nó sẽ có cái bánh xe thiết lập nè. Rồi bấm vô cái bánh. Được rồi. Bấm vô thiết lập thì nó sẽ có cái kích thước này để mình chỉnh nè. Em không qua được cái chèn logo này, chèn hình ảnh đó thầy. Không qua được cái chèn hình ảnh. Chèn hình ảnh là chèn một cái hình vô đúng không? Dạ, chỗ logo đó thầy. Sao không được? Không được ta, bấm Bấm vô logo. vô logo nè. Thiết lập. Ra thiết lập chữ. Đâu 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 có ra thiết lập chi. Bây giờ muốn chèn một cái hình vô ngay chỗ logo đây đúng không? Dạ. Thì mình vô thêm mới rồi chứ. Thêm mới nè. Hình ảnh nè. Đó, muốn chèn cái gì mình bỏ ra chứ. Chứ đâu có vô sửa gì đâu. Không cần sửa. Xóa cái chữ logo đi. Ví dụ new email nè. Bấm chọn nó ha. Bấm sử dụng. Đó. Rồi nó sẽ ra cái logo nè. Đó, mình nếu mình kéo mình thả lên nó thôi. Xóa cái logo đây. Bỏ logo mình vô. À, mình bỏ lên trên thôi. Được không? Hiểu không? Hiểu hiểu ý không? Đó. Chứ không có sửa gì hết. Ừ. Đó. Rồi mua một tặng một nha. Mua một tặng một. Có nghĩa là mình mua vé xăm một cái bên gì chân mày trái thì sẽ được tặng một là xăm bên bên phải hả? Ủa cái đó đúng không hay là mua một vé một vé hả xăm môi tặng một hả? Đó, ví dụ như vậy các anh chị, đó, tùy theo các anh chị ha. Rồi trai đây là cái gì? Trai nào đây là mình có thể là cái gì? Đặt cái gì ha? Tên gì ta? Đó, các anh chị muốn thay chữ gì đó, thì các anh chị thay ha. Thì các anh chị cứ lên trên mạng á, các anh chị coi nha. Đó, coi thử người ta ví dụ như bí ý tưởng thì mình có còn cái kho ảnh á. Không thôi là các anh chị cứ bí ý tưởng là các anh chị lên coi người ta khuyến mãi làm sao, người ta ghi từ gì ha. Thì nó có đầy ở trên mạng cái gì. Con chuột bị gì. Đó. Kéo con chuột cũng được thôi, các anh chị bấm phím mũi tên ha. Một tặng một này phải bự lên nha các anh chị. Cái điểm nhấn là một tặng một này. Chứ không thể để mà nhỏ vậy hả? Cái một tặng một này là cái trong cái banner của mình đó là nó cái mô một tặng một là nó nặng nhất nè. Thì cái một tặng một này nó phải ấn tượng nhất nha. Mọi thứ thì mình vô thiết lập đây nha các anh chị. Đó, viền qua góc độ bóng này. Đó, mình sẽ trang trí lên thì những cái này thì các anh chị bây giờ mình cứ làm thôi. Đó. Cứ làm thôi, tại vì những cái này thì bây giờ mình quá rành rồi đúng không? Đây là viền qua góc này. À, mình nên đổ bóng thôi. Đừng có viền bỏ góc chi có nha đó. Rồi nó sẽ nối lên đó các anh chị nối lên độ bự lên chút thôi đó độ mờ ngang ha độ ngang chút xíu nữa đó cho nó nối lên các anh chị rồi mình thay phông đi.
Ấn tượng nha, ấn tượng liền đúng không? Nó khác biệt như đâu. Rồi mình muốn nhân ra một cái kích thước khác á các anh chị. Thì mình bấm vô trong cái banner này, nó sẽ có những cái kích thước tiếp theo này. Đó. Còn các anh chị muốn sửa cái kích thước này á, thì các anh chị cứ vô sửa, nó đang 500 500 này. Mình muốn 700 500 500 là chuẩn của quảng cáo Facebook luôn nha các anh chị. 500 500 là chuẩn của Facebook luôn. Thì các anh chị search cái các cái kích thước của Facebook thì các anh chị đã đánh đó. Cái spa hoa hồng này thì các anh chị tên gì á, các anh chị cứ đánh lên ha. Đó, rồi này. Cái chữ try now nữa này các anh chị. Rồi cái này các anh chị có gợi ý gì không? À, cái này là phun môi tặng mí mắt, phun môi tặng mí. Đó. Thì đó là banner này các anh chị, rồi xong mình lưu lại ha. Hay là cái mình có hình mà mỹ phẩm gì à, các anh chị bỏ lên đây luôn này, để vừa quảng cáo cái tặng rồi này, rồi mình bỏ luôn tường cái ở các spa các anh chị, thì nó sẽ có một cái dòng mỹ phẩm gì thiên nhiên, hay là những dòng mỹ phẩm mà cao cấp mà các anh chị bán á. Hồi xưa còn có làm mỹ phẩm cho spa thì còn đi cái dòng Derma, không biết các anh chị bây giờ các chị giờ còn còn nhớ tới Derma không? Derma giờ cũng còn làm á các anh chị. Cũng có một thời đi làm spa rồi ha. Rồi, hồi xưa cần phân phối cho, nói chung là bờ mạc mảng kinh doanh, có một cái sản phẩm chuyên cho nguyên một bộ của sản phẩm của nó có cái tên giống như là bảo hiểm của mình đó, nó là Cretino. Thì là cái sản phẩm nó cũng của Mỹ, nhưng mà hồi đó Đà Nẵng nó nhập khẩu của công ty Ái Mỹ Vân. Rồi sau đó là có Derma, thì mình phân phối Derma khu vực miền Trung. Rồi hồi đó mới biết cô bạn là cái ở Quy Nhơn có Khánh Thi, hồi xưa cũng có sử dụng sản phẩm. Còn bây giờ thì nhiều hết các anh chị. Giờ thì nó cũng đặc biệt là cái tế bào gốc thì cũng được mọi người sử dụng nhiều. Hồi đó cái tế bào gốc của Cần mới đi làm lần đầu tiên, một ống của nó là 5 triệu các anh chị. Tế bào gốc so tho thôi 5 triệu ống, mà người ta mua nhiều, mua dữ. Giờ tới bờ gốc nhiều loại rồi. Rồi hình ở đây nè, các anh chị có thể thêm hình nữa các anh chị. À, ngay góc này nè, khuyến mãi là cái gì đó nữa. Thì các anh chị làm từ gì ta? À, hay là mỹ phẩm gì đó. Các anh chị cứ làm, xong rồi mình lưu lại các anh chị. Xong rồi mình lưu lại nè. À, địa chỉ, số điện thoại nữa nha. Mình sẽ thêm dòng địa chỉ nữa nè. Gì số nhiêu quên mất rồi. Tăng bạc hổ hả? À, cho em hỏi chứ. Ờ. Cái hình giống như mình làm giống như mất cốc á thầy. Ừ. Ở trong này nè. Thì em làm ví dụ em lấy cái khung của cái hình á, rồi em làm cái hình khác em lấy vô nữa được này nè, bây giờ mình thay ảnh được mà, mình thay ảnh nhưng mà nó cái ảnh vuông nó không có vô trong cái khung, thử nha. Đó sao đó nè, kích vô nè, kích vô đúng vô cái hình đó hả, bấm vô nè, thay ảnh nè, thay ảnh. Ờ. Còn đây. Ví dụ như, sử dụng như đó. hai cái hình mà mình rút vô nhau cho nó dính nhau, đâu có rút gì đâu, thì mình làm xong rồi mình rút nha. Đó, mình làm rút sao
Thì ví dụ như bây giờ mình muốn group mấy cái chữ này lại với nhau đúng không? Đó, thì mình sẽ quét hết nè, chọn nè cái nào mà nó có, thì đây nó đang chọn tùm lum tà la nè, à, mình bấm qua, bấm một cái nè, rồi mình ship ha, để em ship bấm tiếp một cái nữa nè, control control rồi ở đây nó có group nè, đây nó đang group rồi nè, đang group sẵn rồi nè. Xong rồi mình lưu về các anh chị, mình lưu về nha, xuất bản nè, xuất bản rồi lưu về cái gì cũng được, Ribery ha, tải ảnh banner nè, đó quan trọng là mình vô trong này nó có một cái số mẫu ha các anh chị, à, nó có một cái số mẫu đó, bót lên cái nhóm VIP của mình nha. Các anh chị đương nhiên là khi mà các anh chị làm mấy cái này á, thì sao các anh chị? Thì đương nhiên là mấy anh chị sẽ có gì? Một số cái hình ảnh này là mình cần phải chuẩn bị là một này. Rồi những cái hình ảnh về spa của mình nè. Rồi logo nè. Tên rồi đương nhiên là mọi người có hết rồi đúng không? Đó. Thầy ơi, thầy hướng dẫn cái làm cái landing page đi thầy. Landing page hả? Rồi xong cái ba 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 nail rồi. Rồi thì mình sẽ quay lại landing page ha. Thì mọi người thấy cái đây này nha các anh chị, thêm mới nè. Banner này nha. Banner nhiều trong này lắm á. Thì các anh chị mà nó không có ý tưởng thì các anh chị cứ vô đây lấy ha. Đây nè, sử dụng này, mỹ phẩm này các anh chị. Spa đây đó đó nhiều hôm nay khá là nhiều nè, banner nè, Thầy dạ, em thử cho một hình cho nó lịch cái hình đó, nó bị mất cái hình đi cái này do mất cốc đó nãy em nói đó. ví dụ như cái hình này nha đúng không, Nó cắt nó không có lấy hết, cắt một phần đó. đây bây giờ thay ảnh vô em đang làm sử dụng cái nào vậy, ví dụ như thay cái ông này vô đó, nó bị sao À, ông đó nó chuẩn quá là vô cái đâu. hình khác, vô khác nó cắt đi cái hình đất Để coi thử mình nha, là thì tại cái hình coi lớn giờ nhiều lúc cái hình của mình nó rộng quá hả, nó sẽ vậy không lấy được chính giữa, thì đúng mình rồi sẽ dùng mấy cái rồi biện pháp sao khác, mình phải đẩy cái tấm hình đó lên coi thử tấm này thử nó vô được sao mình lót được tấm hình của mình lên là thế này. đúng rồi, mình lót tấm hình của mình lên, thêm mới nè, hình ảnh nè, mình chọn tập từ dưới máy Ở tính chỗ nè, nào? banner này, thêm mới nha, vô hình ảnh nha, đó rồi nó hiện ra cái này, ra cái ô này là mình sẽ bấm chọn tập ha, thì chọn tập là hình ảnh của đâu ở dưới máy tính của mình á, mình muốn chọn hình của ai á, tập nào á thì ở đâu Đấy trong máy là tính hình của này nó mình, nhỏ dễ vô, còn hình này nó lớn nó trường hợp chắc chắn em đang bị vướng về cái hình đó hả, thì à, cái hình nó mình lớn phải quá cắt hết nó không đúng có cho rồi, vô giữa nó không cho vô giữa thì chắc là mình phải cắt bớt ở ngoài đi em, mình cắt bớt bớt nha, ngoài mình hả cắt cho nó vuông 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 vức một chút, biết cách cắt không, học Photoshop quá trời luôn thì cái mà bị... đó thì khác, còn cái này khác này lên cái bay này nó chuẩn không hẳn chịu chưa nha, nó vô. không chịu giống như Canva, để coi Để thử phải nó cắt cho lại sửa không. Nó chỉ cho xóa nền ẩn phần tử nè, mình canh thử không đâm được
này nó cũng không cho mình canh đâu. Cái hình nào vô cũng được mà hình của mình. À, hình nào vô cũng được mà chỉ có hình em là nó không chịu hả? Dạ. À, mình chịu khó mình ra Photoshop mình làm chứ. Bởi vậy đó, là nói gì nói nha, cho dù có phần mềm nào đi nữa thì cũng Photoshop làm luôn lận lưng. Nên phải lận lưng cái môn Photoshop nha. À, để mình xử lý. Chẳng hạn như cái da nó đẹp này, cái da mà nó muốn láng như thế này thì thua. Mấy thằng này nó hơi bị khó ha. Hay là mấy anh chị mà xử lý mà mẫu của shop của mình ha. Rồi mẫu thực tế mà trước khi vô spa và sau khi ra spa thì trước khi vô sau khi ra thì buộc phải là Photoshop thôi, chứ ngoài ra mấy phần mềm khác thì hơi bị khó. Rồi nha các anh chị. Thì cái banner như thế này thì mình biết rồi chứ gì đâu. Đó. Này nè. Mình nhân bản lên. Mình sửa tiếp hả? Này nó có kích thước nè các anh chị. Thì mình cứ vô mình thay đổi thôi. Mẫu rất là nhiều á các anh chị, mẫu nhiều lắm á. Các anh chị vô coi ha. Trường hợp mà các anh chị mà chỉ có mỗi một cái kho này thôi mà chưa có cái kho đồ họa thì mình cần phải nghiên cứu trong này ha. À, thấy cũng nhiều nè. Đẹp quá ơi, mà. Nếu mà mình thiết kế trên Lavin Bay nó dễ hơn Photoshop thì cho mình thiết kế lên trên này luôn. Chứ giờ em thấy Photoshop nó nhiều chức năng quá nhớ không hết thầy. Thì em muốn làm cái nào em làm. Thấy cái này dễ hơn là làm như này. Còn Canva nó dễ hơn là làm cái Canva. Cái này là mình sẽ nâng cao của cái Ladybay. Thì mình vô này mình để mình biết nè. Nó vẫn có tính năng để mình làm thế này. Cho nên em cứ vô tư em làm thế này. Rồi, em lưu về. Đó, nó cho mình lưu về nè. Này là cái tính năng làm ha. Nó có tên là banner ad. Có nghĩa là làm các cái banner để chạy quảng cáo. Thì nó sẽ cho mình lưu về để mình post lên mọi thứ ha. Chứ còn cái thằng ôi mấy này đẹp quá hả, này nè spa này sử dụng mấy cái mẫu này ok. Trong Photoshop thì mình có thiết kế được kiểu giống như trên đây không ạ? Photoshop nó là thần thánh, nó là phù thủy mà. Sao em chưa thấy cho nên là thằng Photoshop là nó làm cái quý gì cũng được đó. Nó là thuộc dạng phần mềm xử lý ảnh yêu quái mà, phù thủy mà. Cho nên là nó làm cái gì cũng được hết đó. Riêng Photoshop thì nó là trùm của các ông trùm mà. Vấn đề là do mình chưa có thẩm thấu vô tới cái mức độ đó thôi. Chứ còn cái Photoshop làm cái quỷ gì cũng được hết đó. Mấy cái này là nó làm nhanh, cực kỳ nhanh. Em cũng không biết trong Photoshop vô cái kho này lấy hình chỗ nào nữa. Ai đang nói à? Kiểu là coi thử nha. Ai đang nháy tiếng? Chưa biết lấy hình chỗ nào nữa, dễ thương dữ. Vi hả? Vi đang nói hả? Vi rành rồi mở. Phải em rồi. Em mà. Mận Nguyễn hả? Dạ. Giờ ẹt à. Từ từ rồi chứ, nó cũng vậy. Học một hai bữa là nó biết liền. Rồi thì trong này thì em thì... Ủa, Mận Nguyễn thì em đâu có cái web đâu đúng không? Em đâu có cái Ladybay đâu. Dạ đúng rồi, nhưng mà vừa rồi em vừa mới làm một cái miễn phí á thầy. Rồi. Cứ lập cái miễn phí đó thôi. Thì nói chung là em cái này để từ từ nha. Em cứ từ từ. Rồi... anh hướng dẫn thêm một chút xíu nữa là em biết rồi. Thì cái mà em thắc mắc á thì để anh chỉ cho. Tại vì em đang có cái kho đồ họa thì cái kho đồ họa nó nhiều hơn đây rất là nhiều nha. Cái kho đồ họa nó nhiều hơn đây rất là nhiều nha các anh chị. Anh chị nào mà có cái kho đồ họa, cái này á, cái banner này á thì nó sẽ cũng là thấy nhiều như thế này, nó đẹp như thế này nhưng mà nó vẫn hạn chế hơn so với các anh chị có cái kho đồ họa. Cái kho đồ họa nó là vi diệu rồi. Cộng với Photoshop là nó là một cái phần mềm thần thánh thôi. Nó là phù thủy của ảnh bitmap các anh chị. Cho nên là trên này mình cũng chế được nhiều thứ.
là cái kho đồ họa đó là nó được sử dụng trong Photoshop hay là Photoshop sử dụng trong cái kho cái đồ họa? Nó không có liên quan gì, hàng đó nó không liên quan gì với nhau hết đó. Hình dung không? Cái kho đồ họa là nó sẽ chứa rất là nhiều hình ảnh, nó thuộc về đồ họa, nó chứa rất là nhiều hình. Rồi cái hình đó mình muốn đem đi đâu mình xử lý, mình đem qua Canva mình xử lý cũng được, đem qua Photoshop xử lý cũng được, đem qua bên Ladybay đây mình xử lý cũng được. Tuy nhiên trên cái kho đồ họa đó là cái mẫu nó thuộc về Photoshop cực kỳ là nhiều, cho nên mình muốn đem đi đâu á, thì khi mình download trên cái mẫu đây xuống buộc mình phải biết Photoshop trước để mình xử lý sơ. Nếu như mình muốn đem qua Ladybay á, Ladybay nó cũng không có hiểu cái file Photoshop nha. Ví dụ như mình thêm mới nè, vô hình ảnh nè, mình load nó, mình muốn load lên để mình xử lý nha, thì mình load cái file á, Photoshop nó chả hiểu gì đó. Nếu như mà làm một cái file Photoshop nha, thì cái thằng Ladybay nó không biết, nó nói là tao không có bà con như mày, tao không cho. Nó chỉ cho với cái ảnh là như gì, JPG với lại ảnh BNR. Cho nên là cái mẫu mà người ta thiết kế á, mà người ta giữ nguyên mẫu cho mình trên cái kho đồ họa của mình á, là thường là cái đuôi Photoshop. Cho nên á, bây giờ mình muốn đem lên thằng Ladybay đây, thì việc đầu tiên xuống là mình phải xử lý bằng Photoshop trước, để mình có thể mình xuất nó ra qua một cái file là dạng là JPG hay là file BNR. Đó. Lúc đó mình mới mang cái hình đó lên trên cái Ladybay này để mình xử lý tiếp. Hoặc là mình như hồi sáng á, mình làm thiệp đó đúng không? Hồi sáng có coi làm thiệp rồi. Đó, thì mình sẽ lấy ảnh, ban đầu là mình phải lấy ảnh từ trên kho đồ họa xuống, nhưng mà cái file nó là file Photoshop. Thì việc đầu tiên mình phải vô trong Photoshop, sau đó mình xử lý là mình bỏ mấy cái chữ Trung Quốc này, nó không phải là chữ của Việt Nam của mình, thì chỉ có trong Photoshop nó mới bỏ được. Còn qua mấy này là nó thua, nó không có làm được cái chuyện đó. Cho nên là chỉ có vô tờ phố là bỏ mẫu, bỏ nơi nọ, bỏ hết đi những cái không cần thiết, sau đó xuất ra file, đem qua bên gì Canva, bỏ mấy cái đèn nháy đồ nhiếc đồ vô đó. Đó đây nè, để bỏ lại tấm hình hồi sáng làm trên cái nhóm VIP mình để mọi người xem. Đó. Thì nó là sự phối hợp giữa hai bên ha, Photoshop. Nhưng mà cái mẫu của nó nha, cái mẫu của nó thì chuẩn chỉ, thì bây giờ làm gì làm phải biết Photoshop cái đã, chứ còn không biết Photoshop là thua, khóc. Cái thằng kia nó không bà con gì với Photoshop á, tao không bà không có chơi với mày đó. Cho nên đó, đầu tiên là phải từ thằng Photoshop ra ha. Đó các anh chị thấy không, đó trên cái nhóm VIP của mình á, chat VIP của mình á, các anh chị thấy là một cái thiệp đó, cái thiệp đó là cái trên cái kho đồ họa đó, các anh chị bấm vô rồi, bấm vô là các anh thấy nó nháy rồi không, được cây thông rồi, nó đèn chớp nháy rồi, nó rục rịch đó. Đó, từ Photoshop ra trên cái kho đồ họa. Kho đồ họa của mình vi diệu lắm các anh chị, thì các anh chị mà có cái thẻ VIP của kho đồ họa mình á, thì các anh chị có tới 4 kho rồi, chứ không phải một kho nha. Bốn cái kho VIP đồ là họa. Thẻ gì thầy? Có thẻ VIP, em có thẻ VIP chưa? Em không biết. Em biết. Có nghĩa là em đang thừa hưởng một cái thẻ VIP rồi đó. Thẻ VIP của em là nó đang lưu ở trên là có gồm có tên và số điện thoại, chưa có tuổi nha, không có lưu tuổi thôi. Tên này, số điện thoại này, cái email này của em đó. Đó thì em sẽ được sử dụng bốn cái kho đồ họa này và có thể nhiều hơn nữa, nếu như viện nó up kho lên nữa thì em cứ dạy em sử dụng, em chỉ trả tiền một lần duy nhất thôi. Nhà thì cái kho đó ở đâu ạ? À? Ủa cài trên máy cho em rồi. Là cái chỗ nào ta? Bạn Thảo vô cho máy của em cài rồi đúng không? Dạ em thấy có cài rồi, xong rồi xong gặp trong giờ giải lao đi. Đây, cái... bây giờ thì thôi bây giờ em share lên luôn đi, em share lên luôn anh chị luôn cho, để các anh chị khác nếu như mà gặp trường hợp như em thì biết luôn. Dạ. Cái kho của mình là vi diệu lắm á nha, cái kho của mình là cực kỳ nhiều á. Dạ thấy chưa thầy? Rồi thấy rồi đó, em mở cái đó lên. Mở cái Chrome, Chrome dưới kìa. Trong trên, nó ở trong trên à? Trong trên cũng được đó, bấm vô cái kho đồ họa. Đó là đây cái đó. Của em á, đúng rồi. Đừng có xóa nó nha, xóa nó là mất hết tài sản. Rồi vô quản lý kìa em. Trong đây.
Đúng rồi. Đó, mấy cái kho đồ họa là bitbase là một nè, lớp bit là hai nè. Cái này. Ơi. Đúng rồi. Cái này lớp à? Bit. Đó, em đọc đọc nó. Lớp bit là hai cái kho lớn nhất ở trên, ở trên. Bitbase đó là lớn nhất đó. Bitbase đó là kho toàn là cái đẹp không á. Còn ở trên là mấy cái khó học. Còn à, mấy cái 2 triệu mẫu thiết kế là cái gì ạ? Thì bấm vô coi biết như thế nào. 2 em triệu mua mẫu thiết kế. Nhưng mà em không có sử dụng được, cũng tải về cũng không có được. Sao không được, bấm vô coi. Đây, bây giờ bấm vào đâu nữa à? Ủa, cái này là kho Bitbase mà. Rồi, bỏ cái này đi. Cái này nó chỉ là giới thiệu thôi. Cái này là không phải là tải. Nhưng mà nó là đang giới thiệu cái kho Bitbase đó. Bấm vô quản lý này, bấm vô cái kho Bitbase của mình đi. Đây à? Đúng rồi. Để em bấm tìm chữ spa của em đi. Đó, sờ 3, sờ 4, sờ 5, sờ 6. Muốn sờ chỗ nào sờ cái đóng. Dạ, bây giờ đó. Ví dụ như em tải một cái nha. Ừ. À, ví dụ như cái này đi ạ. Ừ. Ê, nó yêu cầu gì? Tiếp tục với Google. Em mở lớn cái màn hình của em lên đây. Đó. Để thôi ta. Bây giờ nha, em tách ra ngoài này. Rồi em bấm vô chữ cái chỗ cái chữ K. Chữ K tròn tròn ở dưới. K đâu rồi? Đây à? Đó cái biểu tượng cái avatar chữ K. Đây đúng đây. Không, ở dưới á. Chữ K bự hơn á. Không, ở gần đó thôi. Gần đó thôi. Đó, đúng rồi. Rồi em bấm vô chữ kho đồ họa đi. Bấm vô. Nó không có chạy vậy. Rồi, được rồi đó. Rồi, bây giờ em reload lại đi. Em tìm lại chữ spa của em đi. Rồi em bấm vô một cái mẫu này. Mẫu này em thích. Em mới tải thoải mái. Bây giờ em tải cả ngàn mẫu cũng được mà. Rồi em bấm list your star. Rồi chờ một chút nó hiện cái bảng lên. Đó, đó, bây giờ nó sẽ lưu về. Em muốn lưu về chỗ nào thì em lưu nha. Đó, bây giờ nó là một cái file nén. Rồi em mới, em giải nén nó ra. Trong Bitter ha. Nãy em lưu trong Bitter. Rồi đó. Em lấy chuột phải em giải nén nó ra, spa kìa, cái file có ba cái cục kìa, cái ba cục đỏ xanh kìa. Đó. Em lấy chuột phải em giải nén nó ra, em đừng có làm vậy. Em đừng có nhấp nó. Em tắt cái bảng đó đi. Chết bà rồi. Nãy giờ dậy lố giờ mà quên. Rồi em tắt đi, em tắt đi, em tắt đi. À, em lít chuột phải vô. Rồi, unzip hả? Là eject spa kia. Hoặc là eject here kia. Ở trên nó có ba cái cục đó. Đó. Rồi eject here đi. Eject here đi. Đó, nó ra hai cái mẫu á. Em dùng Photopea nha. Em mở lên, còn cái file đó là file để em xem thôi, em nhấp vô. Em nhấp vô em xem, còn cái kia á em phải vô Photopea nha. À, em vô Photoshop á. Thì xong rồi nè. À, xí nữa nè. Rồi em off đi. Em off đi xí nữa là coi như xong cái này. Em đưa cái team view đi. Hay là anh sẽ hướng dẫn cho. Nha. Bây giờ mình hết giờ quên đi chứ. Qua tới còn giờ sau 3 giờ 39 phút luôn.
nó lố quá trời lố luôn. Nãy giờ quên cũng không nghe cô Thảo có nhắc bên này mà không thấy luôn, cách đây 15 phút rồi. Rồi nha các anh chị, thì mình sẽ biết thêm là trên Ladybay mình á là nó có một cái kho nữa ha, nó có một cái kho nữa, đó là kho banner á. Các anh chị lên là các anh chị khám phá nha. Thì chiều nay mình sẽ biết cách thiết kế rồi mình xuất rồi mình đưa về. Thì nó là những cái kích thước chuẩn chỉ cho quảng cáo Facebook với lại là Google Ads đó các anh chị. Thì các anh chị trên các cái báo chí á, các anh chị muốn quảng cáo trên Dân Trí hay là trên Tuổi Trẻ hay là trên các cái app của điện thoại á, thì nó kích thước nó không từ đó ra nha. Nó có 20 cái kích thước đó là có đầy đủ hết cho các anh chị đó. Thì các anh chị cứ lên trên đó là các anh chị thiết kế. Rồi lớp mình chiều nay nghỉ ở đây nha các anh chị. Bây giờ các anh chị có muốn hỏi gì nữa thì cũng thua rồi. Mình bị lố giờ, đang bị la nha. Rồi bây giờ các anh chị nào mà có vướng gì là 097 nha. 317 4567 S Zalo hỏi tiếp nha. Thôi tạm biệt hết mọi người nha. Bye bye. Rồi mình tới giờ sau nha. Thì có gì hỏi sau thì cảm ơn thầy. Rồi các anh chị bây giờ lớp tiếp theo là lớp website á các anh chị. Mình sau khi mình học cái phần này mình có cái banner rồi mình đem lên banner lên chỗ website mình sử dụng ha. Cái lớp VIP này có lịch học không ạ? Website là ai học cũng được mà. Cái lớp website, lớp website không phải là nhóm VIP mà, đâu phải là nhóm ngoài đâu ạ. Ủa lớp VIP đâu, lớp lớp sau đâu phải là lớp của nhóm VIP đâu. Thì em lớp... bảo là lớp này nè thì bao giờ có nữa hả? À lớp này hả? Lớp này thì lớp này nó thuộc dạng là cầm tay chỉ việc nha. Tuần này là hết rồi đó chị. Ừ, nó sẽ có cái lịch tuần sau nữa nha. Thì qua qua chủ hả? Qua chủ nhật á thì nó sẽ có cái lớp tương tự như thế này nữa. Thì có những cái lớp như này thì mình sẽ được hỏi một cách thoải mái hả? Xử lý cho từng anh chị để đó thì trong này để mình hướng dẫn rồi các chị qua lớp website của thầy sĩ nha. Nãy giờ thầy sĩ thấy học trò đi đâu mất hết tiêu không biết còn đang ở bên này rồi bye bye dạ chào thầy.